الرابع من أركان الإيمان. Chủ cập thứ tư trong đức tin, trong những chủ cập của đức tin. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Đó chính là tin tưởng vào các vị sứ giả, các vị thiên sứ được Allah Subhanahu wa Taala lựa chọn. نؤمن بأنهم عبيد بشر لا يعبدون. Chúng ta tin tưởng rằng họ là những người bề tôi của Allah, họ là những người phàm giống như chúng ta và không được phép tôn thờ họ. ورسل لا يكذبون. Và những vị thiên sứ không bao giờ nói dối. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم لنا. Và Allah Subhanahu wa Taala đã gửi gắm họ để hướng dẫn cho chúng ta. وأنهم أدوا أمانة تبليغ هذا الدين لنا. Và Allah Subhanahu wa Taala đã ra lệnh cho họ tuyên truyền những tôn giáo Islam này đến với nhân loại. وأكمل نصح كان منهم وأكمل بلاغ كان منهم نصحوا الأمة لم يفرطوا لم يقصروا في تبليغ الدين. Và họ chính là người xứng đáng, họ chính là người đúng đắn nhất, họ chính là một đường lối đúng đắn nhất để tuyên truyền tôn giáo. وبلغوا هذا الدين لم يكتموا شيئا. Và họ tuyên truyền cái tôn giáo này không hề giấu giếm một bất cứ một điều gì cả. وبذلوا كل ما عندهم من جهد واستطاعة في نشر الدين. Và họ dành hết tất cả những tâm sức, tài sản hay là bất kỳ những thứ khác để tuyên truyền, để phát triển tôn giáo. أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. Và vị sứ giả đầu tiên của con người đó chính là Adam alayhi salam. أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. Và vị رسول đầu tiên đó chính là Nuh alayhi salam. خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Và vị thiên sứ, vị رسول cuối cùng của chúng ta đó chính là Muhammad صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب والله وكافر كفرا أكبر. Và tất cả những thông tin, tất cả những điều chứng minh rằng sẽ có một thiên sứ khác sau thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì tất cả những điều đó đều là dối trá, tất cả những điều đó đều là phủ nhận.